Thưa quý vị, trong một thông cáo chính thức hôm 22 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ đang tìm cách thao túng các dữ liệu được công bố trên tinh thần Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới New START. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov, ông cho rằng Washington không tuân thủ các nguyên tắc kiểm đếm được quy định trong New START. Ông Sergei Ryabkov nhấn mạnh, các số liệu được khai báo thường là hư cấu hoặc có điều kiện. Đặc biệt, dữ liệu liên quan tới Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố gần đây tiếp tục gây hiểu lầm do sự không nhất quán trong nguyên tắc kiểm đếm. Tương tự như vậy, ông Ryabkov chỉ rõ thông tin về quy mô tiềm năng hạt nhân mà các nước phương Tây đưa ra là không đáng tin cậy do họ thường thổi phồng để giành điểm chính trị trong thông tin. Ông khẳng định, dữ liệu về quy mô kho vũ khí của Vương quốc Anh và Pháp không thể kiểm chứng được và hoàn toàn mang tính khai báo một chiều. Khi được hỏi về tuyên bố của nhóm G7 rằng chỉ có các quốc gia phương Tây là minh bạch trong vấn đề vũ khí hạt nhân, Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov nhấn mạnh Nga luôn minh bạch trong các vấn đề hạt nhân và hành động một cách có trách nhiệm. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới được ký năm 2010 dưới thời Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hiệp ước này chính thức có hiệu lực từ năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Hiệp ước giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Nga và Mỹ có thể triển khai, cũng như số lượng tên lửa phóng trên bộ, tàu ngầm và máy bay ném bom có thể mang loại vũ khí này. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thông qua luật đình chỉ tham gia New START, thỏa thuận kiểm soát hạt nhân cuối cùng giữa Moscow và Washington, vì cho rằng Washington đang sử dụng hiệp ước này để giúp Ukraine tấn công địa điểm chiến lược của Nga. Thưa quý vị, hơn một năm qua, thế giới bị đốt nóng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine và những động thái quân sự của NATO tại khu vực châu Âu. Trong khi đó, giới thạo tin toàn cầu không khỏi quan ngại trước phát ngôn của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton khi ông này kêu gọi quân đội Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Hàn Quốc nhằm kiềm chế mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Cựu cố vấn John Bolton, chuyên gia an ninh hàng đầu của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thông tin với báo chí hôm 25 tháng 4, trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol đang thăm chính thức nước Mỹ từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 4 rằng, việc đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật tới bán đảo Triều Tiên sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng từ chúng ta trong việc đối phó và kiểm tỏa Triều Tiên. Trước đó, Đại sứ Nga tại Belarus Gerilos phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Belarus, vũ khí hạt nhân chiến thuật của chúng tôi sẽ được triển khai tới biên giới Belarus nhằm tăng cường an ninh cho quốc gia đồng minh của chúng tôi. Bất chấp sự phản đối của châu Âu và Mỹ, đó là điều quan trọng bảo đảm sự công bằng về việc triển khai vũ khí hạt nhân toàn cầu. Bởi Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân của họ ở các nước châu Âu như Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Dường như Mỹ và Nga đều có cơ sở biện minh cho việc triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt ở các nước đồng minh, không ngoài mục đích răn đe, tạo áp lực lên đối thủ, nhưng họ nói là họ sẽ làm. Thế giới, cụ thể là các nước châu Âu, châu Á, bị đặt trong tình trạng làm con tin của các cường quốc vũ khí hạt nhân. Trong thập kỷ qua, quan hệ giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên luôn căng thẳng, trong khi Mỹ có hàng trăm căn cứ quân sự với những giản vũ khí, khí tài tiên tiến, hiện đại và hàng chục vạn binh sĩ đồn trú ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, đảo Guam cùng các cuộc tập trận quy mô lớn trên bộ, trên biển, trên không. Triều Tiên công khai tuyên bố vì lợi ích an ninh quốc gia bằng bất cứ giá nào cũng không từ bỏ chương trình phát triển tên lửa, vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, dưới thời nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, Bình Nhưỡng đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa, thử thành công bom A, bom H. Hiện, Mỹ tăng cường sự hợp tác quân sự với các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc và liên minh quốc phòng với Anh, Australia, Ấn Độ, không chỉ là đối thủ Triều Tiên mà cái đích chính lại hướng vào Trung Quốc, cường quốc về kinh tế, quân sự, quốc phòng, đối thủ đáng gờm, cạnh tranh lợi ích của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong cuộc gặp cấp cao Mỹ-Hàn trước đó tại Nhà Trắng, Tổng thống xứ Hàn Jun Suk-yeol hội đàm với Tổng thống Joe Biden, đồng thời gặp gỡ các quan chức cấp cao Mỹ, phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Theo một quan chức Lầu Năm Góc, Tổng thống Mỹ hứa sẽ làm cho khả năng răn đe trở nên rõ ràng hơn thông qua việc triển khai thường xuyên các khí tài chiến lược, bao gồm tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo tới Hàn Quốc, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược hoặc tàu sân bay.
Lời tuyên bố của quan chức Mỹ được bảo đảm bởi trước đó, Mỹ cũng đã điều động nhiều loại vũ khí hạng nặng bao gồm tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược B-52, tàu ngầm hạt nhân cùng hàng chục ngàn binh sĩ phối hợp cùng binh lính xứ Hàn tập trận, mô phỏng kế hoạch tấn công hủy diệt đối phương, đáp trả các vụ thử tên lửa, hoạt động khiêu khích từ phía Triều Tiên. Sau thời gian cầm quyền, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thể hiện quan điểm cứng rắn đối với các động thái được cho là hành động thù địch, khiêu khích của Triều Tiên. Cùng thời điểm này, Nga xúc tiến việc triển khai các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân tại Belarus. Theo hãng tin AP, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nước này phải xây dựng một cơ sở lưu trữ tại Belarus, nơi vũ khí hạt nhân của Nga được bố trí, hoàn thành trước ngày 1 tháng 7. Ông Vladimir Putin cho rằng thỏa thuận với Belarus về việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này không vi phạm nghĩa vụ quốc tế của hai nước về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra lời cảnh báo đáp trả sau khi Quốc vụ Khanh Anh James Hippy xác nhận chính quyền London bắt đầu gửi lô đạn mới cho Ukraine, bao gồm cả đạn uranium nghèo. Ông James Hippy nói, chúng tôi đã gửi hàng ngàn viên đạn cho xe tăng Challenger 2 tới Ukraine, bao gồm cả đạn xuyên giáp uranium nghèo. Ukraine đang cần gấp loại đạn này và Anh muốn giúp Kiev kết thúc cuộc chiến với Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc sử dụng đạn uranium nghèo có khả năng gây ra tác hại đối với sức khỏe của người Ukraine và gây ra thiệt hại kinh tế cho hoạt động nông nghiệp, công nghiệp trong khu vực. Tổng thống Belarus Lukashenko cáo buộc các nước phương Tây có âm mưu xâm chiếm phá hủy Belarus. Do vậy, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ giúp nước này bảo đảm an toàn hơn trước nguy cơ bị đe dọa đó, đồng thời chỉ đạo cho quân đội khôi phục các cơ sở để lưu trữ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Tupol. Ông Lukashenko nói, động thái này thể hiện sự sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và độc lập của hai quốc gia. Trước những toan tính của Nga, Mỹ và khối NATO, ông Chermakov, người đứng đầu cơ quan kiểm soát không phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng, nếu Mỹ tiếp tục xu hướng đối đầu với Nga thì số phận của Hiệp ước New START có thể bị đóng băng. Ông Chermakov cảnh báo mối đe dọa cấp bách hiện nay sẽ là nguy cơ leo thang hạt nhân, đối đầu quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, trong khi Mỹ và NATO vẫn làm ngơ trước những lời kêu gọi này. Hiệp ước New START giữa Mỹ và Nga có hiệu lực từ năm 2011, quy định mỗi nước không triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và định kỳ trao đổi thông tin cho nhau. Tuy nhiên, hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước. Thưa quý vị, hiện giữa Nga và Mỹ không có các mối liên hệ thực chất về kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, bình luận về dự luật rút khỏi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược New START được đưa ra Quốc hội Mỹ. Theo hãng tin TASS, ông Peskov nêu rõ chủ đề kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược là cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với Nga và Mỹ mà còn đối với toàn thế giới. Tuy nhiên, Moscow lấy làm tiếc vì không có các kênh tiếp xúc nghiêm túc, thực chất về vấn đề này giữa hai nước. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, nhóm 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trình Quốc hội Mỹ xem xét dự luật kêu gọi chính quyền rút khỏi New START và tăng cường lực lượng hạt nhân. Trước đó, ngày 21 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow tạm ngừng tham gia Hiệp ước New START nhưng không rút khỏi. Ông nhấn mạnh, trước khi quay trở lại thảo luận vấn đề tiếp tục thực hiện Hiệp ước, phía Nga cần phải làm rõ Hiệp ước sẽ tính đến kho vũ khí không chỉ của Mỹ mà còn của các cường quốc hạt nhân trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là Anh và Pháp như thế nào. Ngày 1 tháng 3, Tổng thống Putin ký đạo luật về việc Nga tạm dừng tham gia New START. Nga và Mỹ ký New START năm 2010. Theo đó, mỗi bên cắt giảm kho vũ khí tiến công chiến lược của mình để 7 năm sau khi hiệp ước có hiệu lực và trong tương lai, tổng số vũ khí của hai nước không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM và máy bay ném bom hạng nặng TB, 1.550 đầu đạn trên TB, 800 bệ phóng ICBM, SLBM và TB đã triển khai và chưa triển khai. Hiệp ước có hiệu lực trong vòng 10 năm, đến ngày 5 tháng 2 năm 2021, trừ khi được thay thế bằng một thỏa thuận khác. New START cũng có thể được gia hạn không quá 5 năm đến năm 2026 theo thỏa thuận chung của các bên. Tháng 2 năm 2021, Nga và Mỹ gia hạn hiệp ước thêm 5 năm.